cam kết chất lượng hàng đầu. Kính lạy mẹ con là Minh Tuệ, con đi học tu khi chưa hiểu chưa tròn. Kính lạy cha hãy tha thứ cho con vì tu học con đành xa cha mẹ. Con dền thấy chúng sanh còn trầm luân trong bể khổ. Mẹ ơi như thức tỉnh một linh hồn, bấy đâu mê muội nay nhà giác ngộ quay về. Bỏ nỡ thằng ai những sắc dục mê say bao cam dỗ tim tài sự nghiệp giới công danh tình cảm khái trai con. Sinh tử luân hồi bao nghiệp lực cao dài nói gương xưa đức Phật con thành tu theo hành đầu đà. Từ nay xa cách cha mẹ già biết sao được. Nam mô A Di Đà Phật. Con dền thấy chúng sanh còn đắm say công danh tiền tài sắc dục, mạnh được yêu thú sát hại nấn nhau để được sinh tồn. Con cầu Đức Phật từ bi cứu rỗi những linh hồn còn mãi mê say đắm chìm trong ảo mộng, thương ghét quán thù hai mạng lẫn nhau. Đã bao đời lặng hụt dưới hố sâu chưa chịu ngộ ra thế gian là gia tam, chẳng chút ăn vui nung nấu sầu phiền não, ân oán hận thù bao giờ cho dứt. Để con an tâm mà cất bước đăng trần, con muốn tịnh tu sương gió một mình, xin hãy cho con được còn ước nguyện tu hành đầu đà để rèn luyện bản thân. Nỗi lòng của con nay bày tỏ phân trần, con còn học tu
phải là thánh nhân đắc hòa. Con xin đón nhận những tấm lòng cao cả, kính mong mọi người hết giả thương con. Đừng nên oán hận sân si, quyết lòng tu học để đi niết bàn. Giả từ quán cỏ thế gian, đời là áo mộng đeo mang thêm buồn. Con xin cảm ơn Phật tử gần xa vì thương con mà đem lòng ái mộ. Con rất vui mừng vì mọi người đã thức tỉnh ngộ. Còn yêu thương con mà quyết chí tu hành, xóa bao nghiệp chướng hoàng khiến, mong giải thoát luân hồi. Cùng tầm đạo Thích Ca từ lâu rồi con cõi sông mê, chưa thoát cho mình bao ân quang mà dây. Kể từ nay xin hãy quay về mà học Phật tu thân, sớm dứt bỏ tâm hồn mình thanh thản. Còn muốn dứt khổ đau thì ta hãy cùng nhau quyết chí tu hành. Lời Phật dạy tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành. Hãy cố gắng tận tâm đừng nản lòng bỏ cuộc, Phật tu đã thành là gương sáng cho ta. Vật chất công danh trong cõi tạm ta bà, ta hãy giữ tâm bất biến với dòng đời vạn biến. Muôn vàn kiếp qua trong luân hồi xoay chuyển, mặc pháp hạ ngưng xin chớ chần chờ. Con nói ra bao nỗi niềm trong con, thương mọi người trong giả héo hoang, xin thương con mà tha thứ tội tình mà cho con được cất bước đăng theo thế tôn đường về.
mỗi người đừng rơi thêm nước mắt, để con an tâm học đạo Như Lai. Hãy giúp bỏ ngoài tay những oán hờn thương ghét, để thân tâm mãi an lạc trường tồn. Đất lành chim đậu mới khôn, người hiền nương tựa Phật môn tu trì. Theo gương Đức Phật từ bi, đoạn lìa sanh tử để đi niết bàn. Cái bài này là một cái bài vọng cổ nỗi lòng thầy Minh Tuệ. Cái bài này rất là ý nghĩa mọi người, khuyên bảo cho con người ta là buông bỏ tất cả những tham sân si. Thì cái cuộc đời này nó được mới được an vui được, đúng không mọi người? Bánh tô lai đầy có phiên bản hình nhân vật Mickey mới cho mọi hạnh phúc bên dịu bên nhau. Quê hương ơi đi xa càng nhớ, mỗi cánh đồng bến nước bờ tre, bóng mẹ sáng cha khuya sớm đi về, câu hát du âu ơ chưa hè bà du châu. Anh đi anh nhớ quê nhà, nhớ canh sau muộn, nhớ cả dầm tương, nhớ ai dạy nắng dầm sương, nhớ ai tát nước bên thì đường hôm. Học quê vẫn y dẻo y
rất đi thơm từ trong mưa trộn đi buồn gặp quê vẫn đi dẻo đi vẫn đi đi thơm đi 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 đồng quê xa đi bụng đi xôn đi sao nhớ cha thương mẹ của đi nào giờ như bất đi tàn đi dầu con đi bốn phương dặm trường muôn nẻo vẫn chẳng nguôi quên con đi bốn phương dặm trường muôn nẻo mà để thắp thêm nhớ ý quê cho mình cây đa xiêm nước mái ấm lòng câu y hát đi chúc y sinh quê hương sâu nặng nghĩa y tình bốn mùa thương y nhớ